Anh Tùng. Người gì đâu mà dễ thương, dễ mến, đẹp trai, sáng sủa, body chuẩn nữa. Anh thấy cái anh bạn bên kia rồi sao? Em ơi, đâu phải đã bận đồ trắng là nó ngoan hiền đâu em. Nhiều khi lưu manh giả danh trí thức. Coi vậy chứ coi chừng nó gạt, nó bán đi qua biên giới đó. Em ơi. Em à, chúng ta đang ngồi chung với nhau đó em ơi. Thủy ơi, tính anh nóng nha Thủy. Thằng đó bự hơn anh. Anh mà quýnh với nó thì anh chết chắc đó nha Thủy. Em hối hận không kịp đó nha Thủy. Tôi trở nên vô hình từ khi nào nhỉ? Dạ alo. Bây giờ chú bực quá đi ơi. Chú bực lắm luôn á Vi. Gì vậy? Chú nói gì vậy con không hiểu. Thì Thủy đó ngồi chung xong rồi tự nhiên bỏ đi qua bạn cái thằng nhóc Nikolai. Được cái đẹp hơn chú thôi, không được cái gì hết. Gì vậy? Bây giờ chú gọi điện cho con hỏi thăm hai đứa nhỏ hay là kể chuyện tình cảm của chú đây? Thì tức quá phải có một cái chỗ nào đó cho chú trút vô chứ con. Bây giờ chú hỏi thăm nè, hai đứa nhỏ ở nhà ngoan không? Ngoan, ăn no ngủ kỹ, khỏe lắm. Không sao đâu, chú yên tâm đi công tác đi nha. À thôi thôi thôi, được rồi được rồi. Chú yên tâm rồi. Chị ơi, em bắt được chú lại nè. Đi đâu về đi gọi con. Ôi dạ trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Chú nhỏ làm gì vậy? Nói cái đứa này. Thì không có gì. Không có, con dán á, mấy cái đứa nhỏ này bắt con dán nè. Trời ơi, chú sợ tụi nó quậy con á. Nếu mà nó có quậy gì thôi cũng ráng nha con. Nha, ráng chăm nó đi rồi chú đi. Chị tỉnh về chú mua quà cho con nha. Vi ơi Vi, cho chú hỏi câu này đi Vi. Chú có nên tỏ tình với Thủy không? Chứ chú thấy cơ hội vụt mất Thủy lẹ lắm đó. Thì chú tỏ tình đi. Có mất mát gì đâu. Vậy là chú phải quyết định ngay đúng không? Trời thôi con cúp máy nha, chú nhây quá. Alo. Trời ơi. Đứa nào? Hả? Đứa nào? Đứa nào? Nè, sản phẩm mấy đứa nhỏ nó con đem về nè. Con thấy chưa? Hả? Sida từ đầu nè, con thấy chưa? Sầu riêng nè, còn cười nữa hả? Còn cười nữa phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tụi con muốn sao? Hả? Ôi trời ơi! Mệt mỏi quá đi à! Chị Vi tụi con đó bị con gì cắn vậy? Con biết không? Là con vàng nó cắn. Con vàng nó cắn. Con bị vào. Cầu nhấp ơi nha. Nguyên một đám nha. Dám cỡ đầu của tôi. Cỡ đầu của tôi nha chứ. Biết nghe chứ. Ừ.